Tổ Đích Luyện Võ. Năm 316, nước Tây Tấn bị các nước dân tộc thiểu số phương Bắc đánh bại. Tư Mã Duệ đã xây dựng nên chính quyền lưu vong của họ Tư Mã ở Giang Nam. Rất nhiều người không cam chịu cục diện thối nát này, đã quyết tâm đánh đuổi kẻ thù, thu hồi lại đất đai. Tổ Đích là một trong số đó. Chàng trai trẻ Tổ Đích tràn đầy khí thế, một lòng mong muốn dốc sức cho đất nước. Một buổi sáng sớm, tiếng gà trống gáy vang đã đánh thức chàng trai trẻ Tổ Đích đang say giấc ngủ. Tổ Đích vùng dậy, lai gọi người bạn của mình nói: "Cậu nghe xem, gà trống đang gáy vang rồi, nó đang thôi thúc chúng ta phải hành động, chi bằng chúng ta hãy dậy, tập luyện kiếm pháp đi." Tổ Đích vừa nói vừa mặc quần áo và nhanh chóng cùng bạn ra ngoài sân tập kiếm pháp. Từng cơn gió lạnh thổi tới tấp vào người, vào mặt của hai chàng trai trẻ, nhưng họ không hề nhụt chí, vẫn tiếp tục hăng say luyện tập. Chẳng mấy chốc, mồ hôi đổ ra ướt đẫm cả lưng áo. Thế nhưng, họ không hề thấy vất vả, thậm chí còn cho rằng thức dậy sớm tập luyện là một phương pháp tập luyện không tồi. Kể từ đó, ngày nào, hai người cũng thức dậy từ rất sớm để luyện kiếm. Trải qua mấy năm rèn luyện gian khổ, Tổ Đích và bạn đã trở thành những cao thủ võ thuật. Về sau, Tổ Đích được Tấn Văn Đế phong làm tướng quân, thống lĩnh một đội quân vượt sông Trường Giang đi chinh phạt phương Bắc, thu hồi lại phía Bắc sông Trường Giang và phía Nam sông Hoàng Hà, làm nên một chiến công vang dội. Bài học: thời gian một đi không trở lại, con người muốn có được thành công thì phải biết tự khích lệ mình phấn đấu, nắm bắt thời gian để học tập và rèn luyện. Danh ngôn: ta Tổ Đích, nếu không thể quét sạch kẻ thù, thề sẽ không bao giờ qua dòng sông này nữa.